Như nãy Nhân Đức gặp một cô này, cô kể đứa cháu đâu 6 tuổi mà đi đường Đà Lạt á, chạy xe Honda đang chạy lên đèo cái nó rớt xuống khoảng 10 mấy thước, xong trở lại đưa nó lên xe thì nó ói máu nè, máu miệng máu mũi nó ọc 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 ra. Thì mẹ nó nói thường thì cũng dạy niệm Phật, thôi giờ cháu nếu mà nó chết thì mình niệm Phật cho nó được tái sinh đi, tập trung niệm Phật cho cháu, chân thật niệm Phật cho cháu. Vậy mà khi niệm tới bệnh viện ấy, nó tỉnh lại. Rõ ràng nãy bà cụ bà đưa đứa cháu đến học lớp đạo làm con mình hộ pháp, gặp bà kể nói cháu này là Phật cứu nó thầy, đường đèo cao vậy mà nó té xuống không 10 mấy thước, vậy mà niệm Phật mà nó tỉnh lại. Vô bệnh viện khám coi có bị nội thương gì không, khám xong bác sĩ nói nó không bị chứ, chạy xước chút đỉnh này, không bị nội thương gì hết. Kỳ lạ không? Đó là cái điều mà mình phải tin 100%. Hôm qua gặp cái chú này, ông kể, ông nói ông là bị bệnh ung thư, mà tính ra 5 năm nay à, mà cùng thời ung thư với ổng là ngủm của tỏi hết, chết ngắt. Đàn ông đàn bà diễn nít gì cũng chết queo, không còn sống. Nhưng mà ổng thì ổng nhờ ổng nghe pháp mình, ổng niệm Phật mà con sống tới bây giờ, mà thầy nhìn thấy con đâu giống ung thư đúng không? Những đức nói không giống ung thư, giống ung bú. Mà thầy nhìn ổng đâu mà nhìn tỉnh veo phải re. Mình nói công nhận người niệm Phật hay thiệt. Ông nói con nhờ thầy khuyên mỗi ngày cười nhiều vui, chừng nào chết thì giáng sanh, nên con có chỗ đi, bây giờ con có sợ, con sống bình thường. Nhờ ông sống bình thường mà ông còn sống, còn mấy người kia muốn sống không bình thường queo quá chứ. Sống bình thường có nghĩa là người này bệnh đau theo quy luật tự nhiên, sống một ngày sống vui một ngày, niệm Phật một ngày, thọ mạng đến gì với Phật, sống bình thường. Còn nhiều người thì dùng cách này cách kia trị liệu để mong kéo lại sự sống khi thọ mạng đến. Thọ mạng đến mà muốn kéo lại sự sống, rồi mang tâm rầu rĩ lo âu buồn phiền, không chịu sống một ngày vui, mà muốn sống nhiều ngày vui mà không chịu một ngày bắt nguồn vui. Cuối cùng mấy người đã ngụm củ tỏi chết queo. Còn ông này sống hoài ngày nào cũng vui, mà ông nói 5 năm mà cũng chưa chết. Ngộ người niệm Phật đã. Người niệm Phật người ta không có sợ chết, mà nó lại không chết, mà nó chết thì chết lại ngon lành. Còn cái người mà không niệm Phật muốn sống mà nó lại chết. Quý vị thấy trong cái cuộc đời này rõ ràng không? Ví dụ như có những người nghèo khổ hơn cái gì nữa, mà nói khổ quá trời khổ, chết phức cho rồi, mà nó lại sống hoài. Còn mấy cái người giàu muốn sống mà có khi lại chết. Nên con người sống trong cuộc đời này nó có thọ mạng, nhưng mà nó có thể tăng thọ mạng được đó quý vị. Thọ mạng con người có thể tăng lên thêm. Niệm Phật ăn chay, bố thí cúng dường, phóng sanh, những cái phước báo này nó lớn.
Khi phước báo nó lớn rồi thọ mạng nó tăng thêm. Mình là người tu á, bệnh nặng nó chuyển thành nhẹ. Vì để ý đi, người tu mình á, 5-6 năm về trước vị mang bệnh nặng, nhưng niệm Phật 5-6 năm sau có bệnh nhẹ lại, bệnh càng ngày càng nhẹ lại, nó không có nặng. Dù như mấy lần trước bị bệnh bị nằm liệt giường phải không, nhưng những lần sau bị bệnh nhưng không nằm, nó khỏe, nó nhẹ lại, thì là rõ ràng tu từ nó chuyển nghiệp đó quý vị. Nên mình phải tin. Nên quý vị thấy không, con nít mà té 10 mấy thước trên đèo, ọc máu miệng máu mũi ra. Ở đây bà bác kể rõ ràng đứa bé nó xíu xíu thôi. Vì đó mà mẹ nó bình tĩnh nói thôi nếu thọ mạng nó đến hộ niệm cho nó đi siêu thoát đi. Vì mà niệm Phật cho nó đưa nó tới bệnh viện nó sống lên. Mà vô khám nó không có bị nội thương chút nào hết. Chạy xước chút mà. Ghê không? Mình thấy nó đúng là cái công đức niệm Phật mà nó vi diệu gì đâu. Thấy không? Mình phải tin. Ung thư đồ đó thấy vượt qua thấy chưa? Nó giống như bên chùa mình mà có chú Hồng. Màu đó bác sĩ mà nói ổng 2 tháng nữa mù. Ổng gặp những đức nói thầy, bác sĩ khám con 2 tháng nữa mù. Con nghĩ đến bị mù khổ quá. Giảng sanh phức rồi chứ giờ bị mù nhờ nó chăm lo khó khổ. Những đức nói chú yên tâm, mù có người chăm lo sợ gì. Cái niệm Phật bình thường, từ đây tới 2 tháng còn lâu quá, 60 ngày đó. Nói không? Cái chi mà còn 2-3 ngày nữa thử coi làm sao. Chứ đây tới 2 tháng nó còn lâu quá lâu. Chú cứ yên tâm cho niệm Phật đi. Đây tới 2 tháng nó còn làm sao. Cứ vui vẻ thật lòng niệm Phật nghe. Thì vì biết rằng tới giờ luôn, tính ra cũng những đức nghĩ chắc cũng 4 năm chưa mù. Chưa mù. À, thấy rõ ràng đó, có những cái kỳ tích mà người niệm Phật mà thấy rõ ràng nhiều lắm, quá nhiều luôn. À, rồi còn cái ông này ông nói con nè thầy quýnh bài, đá gà, cá độ đá banh, nhậu, đi tìm em, nghĩa là đủ trò. Như vậy mà từ khi nghe thầy mà kể mấy cái chuyện hư của thầy, coi mắc cười muốn chết. Mình nói ổn thầy này với mình giống quá trời. Rồi cuối cùng thầy nói thầy tu được, con thấy gì con phát tâm ăn chay trường thầy. Nghĩa là khi con nghe pháp thầy chia sẻ là con ăn chay trường luôn. Từ đó về sau con nghe rồi con niệm Phật. Vậy đó mà bây giờ nhiều cái tật xấu đó con bỏ được. Chứ ai mà kêu con bỏ đâu. Con kêu con cỡ nào con cũng không bỏ. Vợ con quỳ xuống khóc lại con luôn, con cũng không bỏ. Không bỏ là không luôn. Vì mà con nghe thầy giảng mà người ta nói thầy giảng khơ khơ mà con thấy giảng con sửa được mới ghê. Thấy không? Nhiều người khi mà mình giảng có những người ta bình luận thầy giảng tào lao. Ok. Tào lao mà cứu được mấy người tào lao. Đúng không? Còn mấy người không có tào lao thì họ không có tiếp nhận. Mà kệ đi. Nên từ nơi đó mà vậy thì hội chúng mình tào lao nhiều quá trời. Chùa mình mà nếu nói nghe ông tào lao chắc những đức nó già trẻ bé lớn gì nó đầy. Vì coi 3 điểm chùa bữa nay mà 1.800 người ở trong chùa không. Hôm qua mà bên đây mà chiên bánh xèo, mà bên đây không mà 850 người ăn bánh xèo. Bên đây không. Mà đông người nó ăn ngon nghe quý vị. Đông người ăn gì cũng ngon. Vui á. Ăn quá trời luôn. Đó. Nên thấy lúc này quý vị cũng chắc cũng bận. Nên thôi mấy lần chiên bánh xèo rủ đến mà không có đến. Thôi nghỉ ruột. Ngoài đời nhiều việc quá đúng không? Người ta trong đây người chiên bánh xèo đồ ăn chơi. Sống lại ra.
ngày nào cũng có tiền xài chút đỉnh. Thấy tự tại ghê nhá không. Mà từng nay từ buổi chủ nhật tới bữa nay, buổi chủ nhật lên chia sẻ bào pháp xong, cái cô kia cứ nấu, mình phải đâu thừa gì mà sao phải nấu cái nồi mắm. Mình lâu quá mình không ăn mắm, mắm chay á, xong mình chấm mình ăn sao mình đau cổ tới giờ. Không, nhưng mà chắc bệnh hoạn chứ không phải ăn mắm đâu. Nhưng mà mình nói lo đó giờ, lâu rồi không ăn mắm, sau này ăn mắm đau cổ kỳ chặt, đau suốt luôn. Nó từng nay cứ đau cổ, nó cứ hơi sốt sốt, đau cổ, chắc bị dịch cúm gà. Nên nhưng mà vì thấy cái tâm trạng như thế đặc biệt đúng không, nó đâu có gì đâu. Nhưng bữa nay chắc cũng sắp hết thì sao, tiếng bữa nay lên giảng rồi, Phật gia hộ không? Tiếng này nhẹ lại chứ mọi bữa tiếng khang khang, nay đã đỡ lại đó. Nhưng mà ngày nào cũng làm việc, ngày nào cũng giảng pháp cho vị nghe mà đúng không, chứ có nghĩ bữa nào đâu. Nên từ nơi đó mà cũng làm việc lai rai, làm việc lai rai mới có ăn lai rai, có bánh xèo đồ ăn chút đỉnh đó. Lúc này mùa hè chùa mình ăn dữ lắm. Biết sao thầy thấy người ta về đông, mới bị để ý nha, chùa mình Tết nè, nghỉ hè nè, dịp lễ rồi đó, có dịp nghỉ đó là chùa mình ăn dữ lắm, ăn mà chốc cua hủ luôn, ăn sạch sẽ luôn, mua đồ xịn đồ ăn cho ngon lành. Tại vì sao phải không, lâu lâu có dịp người ta về mình mới có cơ hội mình tu phước. Thường ngày mình ăn ít ít, nhưng mà có người ta về đông ăn cho nhiều, ăn đồ ngon, thấy không, cơ hội á. Vì nhớ mỗi lần mà có ai mà đến nhà mình á, mình có gì đồ ngon mình đem ra cho người ta ăn đi, là mình làm ăn thịnh vượng lắm. Còn thường ngày thì mình ăn cũng chung chung, có bữa nào ngon thì cũng được, nhưng mà có người ta đến nhà cho người ta ăn nhiều nhiều á, là tự nhiên cái gia đình của mình người ta thích đến. Mà cái cơ hội của cái gia đình của mình nhiều cơ hội tốt đến gia đình mình. Chính như đức trong chùa thấy rõ ràng luôn. Ví dụ như các cháu đến chùa rồi nó nhóc nhen rồi gì đó. Nên hôm qua bên kia mua nho Mỹ cái ăn mới hồi tối. Nhóc nhen đồ ăn đồ vui ghê. Bên kia vợ con gái người ta cũng hơn 200 bên hộ pháp. Hồi sáng nó đi mà từ cái cây xài phòng hộ niệm mà nó đi cho tới bên cái giường cây mà ngang bảo tháp, ngang ra có giường cây hàng ghế á, nó đi nguyên một dọc, mình chạy xe đó mình nhìn cái mình lạng đường khác, quá trời đông mà nó vui ghê. Đứa nào nấy nó vui. Mà năm nay các bạn gái người ta bên đó năm nay ngoan lắm nghe. Thấy được lắm á. Mấy đứa mình lớn lớn á, như bạn của chị Thư, mấy đứa đó, con chị Thư đồ, người ta nay người ta vô người ta rửa chén như gan. Mấy đứa, mấy người gái lớn rồi đó, ta vô người ta rửa chén nè, ta làm việc này việc kia đồ, nghiêm túc hết trơn. Tính nào đó lỡ có chút xíu mà bây giờ bự thế ghê. Bây giờ biết làm việc này việc nọ hết trơn, mà vô chùa phụ mấy cô sắc lẻm luôn. Rõ ràng chưa? Đến chùa viết bây giờ thấy người ta trở thành thuần thành rồi đó, Phật tử thuần thành rồi đó. Vô chùa làm việc này việc kia được hết rồi đó. Thấy giờ rửa chén là cũng mấy chục đứa con gái lớn lớn là đi rửa chén, còn đứa dọn dẹp này kia làm sắc lẻm luôn. Giờ lễ Phật là điều rang, mấy trăm đứa ngày tu ba thờ. Rồi những đức giảng đoạn ngắn khoảng 10 phút, trước giờ tu là đều nghe được 10 phút. Rồi mỗi buổi sáng đức nhắc nhở chút đỉnh, nó ổn. Còn bên đây thì mấy thằng trai bữa nay còn 185 thằng. Đây, bữa trước thì hơn 200, mà bữa nay chắc tăng lên này. Bữa nay thế nào, thứ bảy chủ nhật cũng tăng lên là còn 185 thằng. Nên quý vị coi. Rồi thêm nữa mùa hè khắp nơi nơi tới về ở tu. Mấy cụ cơ hội diễn hè mấy cụ được về tu á, đông.
Nên từ nơi đó mà những đức thấy rằng là cái công đức niệm Phật này quá thù thắng à. Thật sự luôn à, quá thù thắng, không thể nghĩ bàn ngoài sức tưởng tượng. Với cái số lượng này mà hàng ngày sống mà chi dùng không tưởng tượng được quý vị. Mà không có thiếu tiền nghe quý vị, không có thiếu tiền nghe, nó không bao giờ thiếu tiền luôn, nó thiệt luôn á. Vừa hụt một chút thôi, hụt cái quỹ một chút thôi là nó tăng lên liền à, thấy rõ ràng không? Mà mình ở nhà mình có mấy người mà khi nó thiếu tiền á, nhưng mà ngộ cái đông người mà không thiếu tiền, nó mà nít này vô chùa mà cúng dường gì, nào nhóc nhang cúng dường gì đâu, nó nhỏ gì chứ, người ta vô chùa ăn chay ngon là thấy mừng rồi, chùa ăn chay quá trời luôn, thấy chưa, ngồi nghe pháp nó ngồi vui vậy đúng rồi đó, ngồi mà cười cười quay phim lên phải không đẹp. Nên từ nơi đó mà mình thấy mình cũng thương, nó không rõ ràng. Giống như bên đó, tại Tùng Lâm có cái thằng nhỏ bị bệnh đau, mẹ nó nói trời ơi, từ cái thằng con mà con tin Phật pháp vậy đó, thường người ta bị bệnh đau người ta lù khù, riêng cái thằng nhỏ bị bệnh đau này là nó niệm Phật, nó lên theo mẹ nó tu trên chánh điện ngày hai thờ, bằng áo chàng mắc cười lắm. Thôi bây giờ nó lanh đừng có nói nữa, bây giờ nó là quậy số một, ý nó lanh á, bị bệnh đau mà nó lanh á, mà nó làm mắc cười dữ lắm, nó làm đủ trò hết luôn, tất cả người trong chùa mắc cười gì đó không à, nó làm đủ trò làm mắc cười dữ lắm, như hài vậy đó. Người trong chùa ai cũng thương đấy, nhưng đứng hỏi sao mà nhiều người thương này dữ vậy ta, nó dạ thưa thầy nó vui dữ lắm, nó giỡn nó chọc người ta cười không à, nên ai cũng thương hết chứ. Đó. Mình nghe từ câu này mình cũng học được. Vậy nếu như con người mình mà vui vẻ hoan hỷ, ai mà không thương quý vị, đúng không? Đó. Niên nít mà vui vẻ thì ta thương, ngoan người ta thương, gặp người mà chào hỏi là người ta thương liền à. Ôi con nít mà tự nhiên gặp người vô chùa mà gặp người ta mà chắp tay ai với đạo Phật cúi đầu người ta thương quá trời luôn. Con nít mà như vậy là đặc biệt cái lắm, không có giỡn đâu nghe. Mà người xuất gia ta gặp ta khen cả thôi là tốt dữ lắm. Có một lần người xuất gia này ngộ thế ghê, đương nít lỡ chắp tay cúi đầu ai với đạo Phật, nít niệm niệm Phật, niệm Phật chi à, bé nhỏ trong chùa nghe mình giảng nói niệm Phật giảng sanh thầy ơi. Cậu nít mà niệm Phật giáng sanh, nít gì kỳ cục ghê, nói ông mới kỳ cục, nít mà nó biết niệm Phật, nó biết cầu giáng sanh mà nói nó nít kỳ cục. Ông đúng rồi, nít này gọi là nít diệu kỳ. Nít diệu kỳ đúng không? Đó. Rồi thì mấy vị mấy bữa nay mà trên mạng mấy vị coi cái câu chuyện mà cái chú đó ngoài biển lên đến mà 4 ngày 4 đêm không? Có coi không? Thì kinh chưa? Nó quý vị thấy không? Phải là diệu kỳ không? Quá diệu kỳ. Mà phải chứ ông này mà người tu xuất gia gì chắc người ta nói là mình nêu quá đáng để tán thán đạo của mình đúng không? Nhưng mà ông này cách nói chuyện của ông đâu phải đạo Phật, học Phật gì đặc biệt đâu, đúng không? Ông này chắc là cái kiểu như cha mẹ đi chùa dẫn theo, biết chùa hoặc là biết nghe Phật, niệm Phật, diễn tiết gì, hiểu chưa? Vậy thôi chứ ngoài ra ông này không có phải là người nghe Pháp, niệm Phật, cầu sanh cực lạc gì đâu. Cách nói chuyện của ông á, đúng không? Nhưng mà đặc biệt là khi ông gặp sự cố, ông lại niệm Phật. Đó. Mà niệm Phật cầu tái qua nạn khỏi thôi, Nam Mô A Di Đà Phật, nếu mà kỳ này mà con tái qua nạn khỏi, con nguyện không có làm nghề đi biển này nữa, có cái nghề gì sống cho qua ngày, đặng lo gia đình, lo cho con còn nhỏ quá, ông mới bốn mấy tuổi à,
Chỉ như vậy mà niệm. Mấy vị nghe ông kể kinh khủng chưa? Ở dưới biển mà giống như là ông nói là ông đi trên bùn, rồi nước chừng ngang cổ à. Cái này mới là kinh khủng nè. Là tới giờ muốn ăn là cảm giác mơ mơ màng màng, có người đem đồ ăn đến cho ăn. Đó, mà không có ăn mà là tư tưởng ăn. Rồi tới giờ mà muốn uống nước thì tự nhiên hớp nước biển thành nước ngọt. Nước biển không hớp mà là nước ngọt. Bị thấy kinh khủng không? Nghe kể mà đúng là nó kỳ tích gì đâu, mà từ xưa giờ chắc mà chưa từng thấy luôn. 4 ngày 4 đêm, người bình thường mình dưới biển chắc nửa ngày chắc mình chết queo. Mà ông nói là không có cái gì ông đeo hết chứ nghe, không có gì đeo bám chứ nghe. Mà biển sâu vậy đó, mà 4 ngày 4 đêm dưới biển, mà mặt ông là cháy hết luôn, đen lột da môi gì. Nó nắng rồi nước biển nó làm cho đen thui cháy, lột da hết luôn. Đó. Rồi con mắt bên đây thì hơi bị ảnh hưởng một chút vì nước biển nó mặn. Mà ông nói đến cái chỗ mà khi thuyền người ta đến mà người ta hỏi ông còn sống không á, là người ta vớt ông, người ta nói là ông đưa tay lên. Mà ông nói có biết cái gì đâu, mơ mơ màng màng chứ đâu biết gì đâu, nhưng mà đưa tay lên người ta vớt lên. Vì thấy rõ ràng không? Như vậy thì cái người mà niệm một câu Phật hiệu mà khi gặp sự cố cũng niệm Phật là có khác gì niệm Quan Âm không? Đúng chưa? Bây giờ mình ngồi mình suy nghĩ đi quý vị. Đức Phật là bậc toàn giác toàn năng. Bồ Tát chưa có toàn giác toàn năng nha. Bồ Tát là còn một phẩm vô minh chưa phá. Còn Phật là toàn giác toàn năng. Mà đã Phật là toàn giác toàn năng, vậy thì cái việc mà cứu gấp như Bồ Tát Quán Thế Âm không lẽ Phật Di Đà không làm được? Nếu như mình niệm một danh hiệu Phật A Di Đà mà mình tin 100%, vậy thì cái việc có khác gì mà không có Quan Âm chồng? Đầy đủ hết trơn rồi, hiểu không? Nhưng vì sao mình phải niệm Quan Âm? Vì cái duyên Quan Âm. Nhiều người niệm, mà mình niệm để cho chúng sanh người ta thích, người ta niệm vì người ta thích Quan Âm Bồ Tát, đúng không? Nhưng mà người chuyên niệm Phật của mình, tín nguyện kiên cố, là một câu Phật hiệu này là từ cứu mình thoát nạn và cũng giúp mình đời này giải thoát viên mãn, đúng không? Đầy đủ hết trơn rồi. Phải tin nghe chỗ này, mình tin 100%. Cái ông này chắc cũng là đâu đến, nói tầm thường đâu nghe à. Mà đến mà xuất hiện cái kiểu này quý vị thấy cũng làm nóng ghê á, cũng làm trên mạng sôi nổi quá trời luôn, sống động trên mạng luôn. Mà nghe nói người ta đến là phỏng vấn đồ, nhà báo chụp hình đồ kịch liệt luôn, việc lạ chưa từng thấy. Trời, 4 ngày 4 đêm. Vậy thì tất cả chúng ta lớn nhỏ những gì nên niệm Phật, đúng không? Nên niệm Phật. Nó có cái ông này, ông nói trời con nè thầy, cái tính con nó cọc tính còn hơn cái gì, cọc tính thô lỗ khó khăn, vợ con muốn bỏ, khó tính đến mức mà vợ sắp bỏ. Hồi sáng nghe đứa có giảng vậy mà tự nhiên á, đưa cái máy con nghe, con nói nghe cái gì không nghe, mà bật lên thử. Sao may mắn giảng ngay cái đoạn mà mình cũng nói mình sân si. Bởi vì những con người đó mà mình nói ngon là đố họ, họ nghe họ tắt liền. Nhưng mà mình nói cái đoạn mình sân si, mà cái đoạn mà mình đi mà mình đụng cục đá, mình bưng cục đá mình liền á, rồi mình đụng vào cái sàn nhà mà mình cầm y cưa xuống mình cưa, tự nhiên ông nói nghe nó mắc cười cũng chết. Sao giống mình quá trời. Cái ông phái, từ đó sao ông nghe mình luôn. Vậy đó mà ông nghe sao ông đổi tính luôn. Ông đổi tính luôn, à, ông không có nóng tính nữa. Ông nghe sao ông nói là đúng rồi thầy, ông nói đúng.
nóng tính nó khổ mình. Mình nóng tính vợ con mình tránh xa mình có nóng hoài chi. Nhưng mà nhờ nghe ông thầy giảng mình cười mình hết nóng tính. Ông nói một câu gì nè, là con biết sao nó nghe thầy giảng là mắc cười, mà mắc cười thì không có nóng tính. Đúng rồi, cái câu này đúng, nó ghê. Mắc cười sao nóng tính, hiểu chưa? Không cười thì nó mới nóng tính, phải không? Mình không cười thì mặt mình sao? Nó không, ngầu quá. Nó còn mình mắc cười, cười sao nóng? Nên ông nghe ông mắc cười quá, ông không nóng tính. Khi ông không có nóng tính rồi bắt đầu ông tiếp tục ông niệm Phật, ông niệm Phật luôn, ông nghe ông niệm Phật luôn. Tại mỗi lần như Đức giảng, như Đức ưa niệm Phật, ông niệm theo. Từ từ cái ông niệm theo luôn, cái ông niệm từ từ ông nói sao mà nó vui quá trời vui. Rồi bây giờ ông phát tâm ông chơi trường luôn, ghê không? Phát tâm chơi trường luôn. Rồi ông nói rằng là đúng là Phật pháp lợi ích quá, Phật pháp quá hay luôn. Con bây giờ con vui quá trời vui, con cảm ơn thầy quá trời cảm ơn à. Nó bây con này không có giàu đâu thầy, nhưng mà con đến đây con có 3 triệu cúng dường như thầy. Ghê không? Bà vợ ông nói mô Phật. Trời ơi hung dữ tới ghê luôn. Mà bây giờ thì sao á, nghe pháp bây giờ lúc này cũng hiền lại. Chứ tính bỏ rồi đó, tính vợ con dẫn đi mất tiêu rồi đó. Sống với cái ông này khó khăn quá chịu không nổi rồi, tính đi rồi. Vì đâu mà ông khó khăn quá, chữ rủa nhậu nhạt rồi quýnh vợ con tùm lum tùm la. Sao mà ông nghe pháp tự nhiên thay đổi tính tình luôn vậy? Mà từ nó những buổi giảng như Đức kể, như Đức á kể mình hư đồ này kia, nhậu đồ sân si rồi đó, vậy mà ông nghe pháp. Thì ra rõ ràng quý vị, chúng sanh á, mình đồng bệnh với họ, khi đồng bệnh mới chuyển nhau, đúng không? Đồng bệnh á, giống như hai tên này quýnh bài, mà khi thấy không ổn rồi mình nói thôi tao thấy cái mồi quýnh bài không ổn, quýnh số đề không ổn mày ơi, thôi giờ tao quyết định tao bỏ luôn, mày bỏ không? Nói, thôi mày bỏ tao cũng bỏ, tao mày thăng quá mà giờ quýnh bài rồi quýnh số tôi thấy không có kết quả. Thôi đã là không có kết quả vậy thì thôi anh em mình cùng bỏ cái nghề này đi. Nó cùng bỏ liền, thấy chưa? Đó nên á, mình á, đi chùa thì mình gặp bạn đi chùa, mình đi quýnh bài gặp bạn quýnh bài, mình đi cá độ đá banh gặp bạn cá độ đá banh, phải rõ ràng không? Cái vị vô vai trò nào là gặp vai trò nấy à. Bây giờ một số mấy cô á, thử nghỉ đi chùa đi rồi đi quýnh bài đi, rồi mấy cô sẽ có bạn quýnh bài liền gì đâu, thử cái là biết liền à. Rồi bây giờ thử không mặc đồ lam nữa, mua áo dây đồ quần đùi cục cục đồ bặn đồ vô. Tàu trời chắc chồng đồ nó kinh khủng lắm, nó kinh ngạc lắm luôn á. Nó đi dồn số mấy cô này tự nhiên cái không biết làm sao á, không mặc đồ lam nữa, mua quần mà kiểu mà tưa quần ngắn á, bặn vô chơi cái áo dây bặn ngang bốn gúng thôi. Nó uống tóc đồ lại, làm tóc đồ, dọn mặt mày rồi là kinh khủng lắm. Tối không có bạn áo lam tu nữa, bạn đồ gì chạy xe đi chơi uống cà phê đồ chơi, có bạn xuất hiện đến tìm mình liền đó, bạn đó chơi với mình liền nó. Rồi bị thấy ra liền gì đâu, rồi đầu vô sòng bài rồi quýnh thử chơi giày keo coi, vô quýnh bài là có bạn trong sòng bài liền, hoặc đi quýnh pizza đồ chơi rồi ha. Nói mấy bà này sao hôm nay quýnh pizza nó ghê chật. Nó nói dụ như bây giờ đi tu đồ này kia đâu á, đi tu đồ chồng đồ cứ nói hoài, thử thí nghiệm lại là mày muốn phải không? Được, thử bây giờ mình nhất định là mình sẽ đi tu, nhưng mà muốn tao chơi thì tao chơi cho mà thấy. Tự nhiên ra dọn mặt mày rồi làm tóc tai lại, mua áo dây quần cục bận vô, lùng thì chơi giày cao đồ, giày cao đồ mang vô khoảng gần tới đầu gối rồi đi kênh chứ. Bây giờ tự nhiên gặp kinh khủng lắm quý vị, chồng tự nhiên kinh ngạc quá, nó chào sao tự nhiên nó nổi máu lên, nó kỳ cục vậy trời, sao ạ? Nó rồi sao lúc này bà sao tự nhiên lúc này bạn đồ ghê. Thì ông muốn tôi khỏi đi chùa mà,
giờ đưa tiền đây đi uống cà phê coi, hẹn mấy đứa bạn karaoke chơi, đưa tiền đây, ở nhà coi nhà nghe, tôi đi chơi á. Lúc trước đi tu thì nói này nói kia phải không, bây giờ đi chơi nè, hôm nay xài có 5 triệu mà nhiêu đâu. Ôi trời, nó sợ xanh mặt xanh mày, nó thôi 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 bà nội bà đi chùi tôi đi. Không, xưa đi chùa tôi thấy được, bây giờ sao tự nhiên nổi máu lên ăn chơi dữ vậy trời. Nó tại ông muốn tôi đi ăn chơi mà, bây giờ muốn đi chùa thì ăn chơi, thôi đi chùa giùm tôi đi mệt khỏi ăn chơi. Thấy không, cái gì mà không biết. Thật sự mà nói tập hiền thì khó, tập giữ cấp kỳ, tập hiền mười mấy năm tập mà còn không hiền, tập giữ ba ngày giữ cho mà thấy. Những đức nói thiệt chứ quý vị biết chứ, bây giờ mà nói mà những đức mà nó nghỉ tu một phát đi, nói bây giờ đầu chọc này chứ những đức thay mót đồ liền nha, chơi cho mà thấy. Thử đi, bây giờ mà nói mà bước ra chơi thì chơi cho mà thấy, chơi còn dữ hơn ngày xưa nữa. Tại vì nó biết được đời đạo rồi, nó lời nói đồ, cách làm đồ, cách dụ gái đồ, gành còn hơn cái gì nữa. Thì lúc đó nó bị coi đi ra cuộc chơi cho mày thấy. Lúc đó kinh khủng lắm mấy vị ơi, thấy không? Nó có gì đâu có, mười mấy năm tu rèn trong đạo thì khó, chứ bước ra ba ngày à làm sành điệu liền, chứ tới bờ quả lá rồi hỏi có tiền hay không, đúng không? Cho nên bây giờ nói tôi nói cho ông biết chứ, tôi vô chùa tôi tu, tôi gieo cái thiện duyên cho gia đình bao nhiêu năm nay mà không có dễ đâu, có khi mà tôi còn gớt lên gớt xuống. Chứ bây giờ ông muốn tôi hư dễ dữ lắm, có gì đâu mà khó. Đừng có nói con này quê nghe chưa, đừng có nói con này quê nghe chưa. Tôi bây giờ tôi có tiền tôi muốn mua đen hay gì mà không được, mà quê tôi muốn tôi vô trong cái tiệm tóc, tôi chỉ cái mẫu tóc nào thì nó làm cho tôi mẫu tóc nấy, nhưng tóc cục sao làm tôi gắn tóc giả vô được không, chỉ bắt nó phải làm trang điểm cho tôi đồ, gắn lông mi giả đâu, gắn lông mũi giả rồi vô, hiểu không? Làm một phát một xanh mặt xanh mày gì đâu, nó tối nào cũng xách xe đi chơi, giờ sao nghỉ tu đi chơi chứ sao? Lúc đó thôi tôi lại bà đi tu giùm tôi đi, tự tự không được rồi, thấy mọi không được rồi đúng không? Thử cho mà biết, bày đặt mình đi chùa mình tu mà tốt mà bày đặt nói này nói kia, phải không? Nó mới bị biết mình người tu hành nghe, có những khi chúng sanh nó kỳ lắm. Nó tu hành là đỡ xài tiền dữ lắm rồi, hiền rồi mà chung thủy nữa, đi tu đâu có dám làm bậy đâu. Vợ mà đi tu là yên tâm đi, không lẽ nó đi vô chùa nó kiếm thầy chùa, nó ngoài đời nó mới kiếm dễ chứ vô chùa sao mà được. Nên vợ mà đi tu là yên tâm đi, cỡ nào nó cũng tu phước tu duyên không, mà để đức lại cho con cháu, nghe đạo tốt mà, đúng không? Nó... nên mình là đàn ông mà vợ mình mà nó biết tu là mình mừng dữ lắm á, chồng biết tu là mừng lắm á.